Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ nấu canh với cá kho. Ở đây mình có rau cần tàu, cà chua, đầu hành lá cắt khúc. Ở đây mình có một con cá này ha, thì con cá này mình mua nó rất là lớn, thì mình chia ra làm hai phần. Mình lấy cái phần đầu mình sẽ nấu canh, còn cái phần giữa mình kho. Bây giờ mình sẽ ướp cái phần cá này. Con cá muống này là mình mua về là mình làm liền luôn á, không có để đông đá. Mình sẽ cho vào đây 3 muỗng nước mắm ngon. Một ít tiêu. Bây giờ mình sẽ trộn cái phần cá này lên cho nó thấm đều á. Cái này thì mình nấu ăn theo cái kiểu nhà mình nha. Thành ra có gì sơ sót thì thông cảm. Nấu gì nó lẹ. Nấu canh ngót á, thì nếu mà nấu cá thu thì ngon, nhưng mà mùa này thì không có cá thu, đi chợ kiếm không thấy. Cái phần cá này hồi nãy giờ mình ướp cũng xong rồi, bây giờ mình chờ cho nó thấm. Bây giờ mình sẽ kho cái phần cá trước. Cái chảo nó đã nóng rồi thì mình cho đường vào để làm cái nước màu. Mình giảm lửa, bây giờ mình sẽ cho một ít dầu vào đây. Cho một ít tỏi tươi vào đây xà phi lên. Bây giờ mình cho cá vào. Sẽ cho một ít nước vào đây. Mình mở lửa nó thấp thấp vậy nè, tại con cá này nó dày quá à. Cho nó từ từ nó thấm vô. Để mình nêm lại, mình cho thêm miếng nước mắm nữa, tại vì cái nước mắm này ngon á, nó không có mặn, thì mình cho thêm miếng nữa. Bây giờ cái cá này thì mình mở lửa riu riu chờ cho cái nước nó sắt xuống. Ở đây mình chuẩn bị cái nồi để mình nấu canh. Cho ít dầu vào đây. Cái dầu nó nóng rồi mình cho đầu hành lá vào đây. Xào nó lên. Cho một ít tỏi.
tỏi với hành lá nó thơm rồi, mình cho cà chua vào đây. Mình sẽ cho nước sôi vào. Bây giờ cái nước trong canh nó đã sôi rồi. Mình nêm nếm cái phần canh này, một ít muối. Mình cho cá vào đây. Mình sẽ cho vào đây ít bột ngọt. Cái phần cá này nó chín rồi, bây giờ mình sẽ gấp nó ra cái dĩa. Nhà mình nó thích ăn cái nước cá kho đó, thành ra mình kho cái nước nó hơi nhiều một tí. Bây giờ mình sẽ nêm nếm lại. Canh cũng vừa ăn rồi. Mình sẽ cho cái phần càng tàu này vào đây. Cái càng tàu này ở nhà mình trồng nè, rất là tươi luôn á. Mình cho cái hành lá vào. Mình tắt lửa xong rồi đó, mình sẽ dắt vài vài miếng chanh vào đây. Cái này là tại nhà mình ăn thích ăn chua chua đó. Lại ăn cơm đi mấy con, cá này tươi lắm, mua về là làm liền á, cá muống mà. Cá với cà mắt tàu mua. Ăn đi con, hút canh đi. Muốn ăn chanh á, mình bỏ chanh thêm, em thích ăn cái canh này nó chua chua, nó có vị chanh đó. Gấp, gấp, gấp cá này bỏ vô cái dĩa ớt. Cái nước sốt cá này ngon. Quả ớt cay quá. Cay lắm, ớt cay lắm. Để một hồi mẹ chiên trứng cho Kevin.